Đây là mình hướng dẫn anh em cách test con IC Toyota đời thấp nhá. Chân chân SIGL nhá. SIGL đấy, SIGL thì bằng đây. Sơ đồ đây. Và các cái nút gạt thì nó gạt như này. 12 để 12 này, F này. Đấy, để mình tắt đi nhá. Đấy, tắt đi thì bình thường cái này nó đang 12,7V là cái nguồn lui này. Đấy, các cái chân của nó đây. Mát này. Than này, AC này. Than này. Dương này, IG này. L này. B này. Bật lên này. Xong mình ấn vào nút test này. Đấy, nó đã ra 14,6 rồi. Đấy, như vậy là ok anh em nhá. Alo. Alo. Em gửi cho anh cái video của cái motor cái lên xuống kính bên lái của con Atis ấy. Nó cứ lên xong lại tụt xuống ấy. Để ra em ạ.